Xin chào mọi người đến với Mimin Tarot, và ngày hôm nay sẽ là chủ đề thông điệp dành bạn cần nghe lúc này. Mình được yêu cầu một bạn update cái chủ đề này. Chúng ta có 3 sự lựa chọn nhé. 1, 2, 3. Ngày hôm nay nhấp nháy đúng không? Mọi người thấy nhấp nháy không? 1, 2, 3. Hà Nội thì đang đón những cái cơn gió mùa đầu tiên. Ok, chúng ta sẽ đến với tụ bài đầu tiên nhé. Chào các bạn đến với tụ bài số 1. Đây là trả bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi đó là thông điệp dành cho bạn, thông điệp dành cho bạn lúc này là gì? Thì đối với tụ bài số 1 này thì mình thấy có những cái trường hợp sau đây này. Các bạn có thể sẽ giờ những cái trường hợp sau đây. Thứ nhất, có thể là các bạn sắp tới sẽ kết hôn, hoặc là đang tính đến chuyện kết hôn, hoặc là nếu không thì một ai đó rất là thân với bạn, thân cận với bạn, ví dụ như là bạn bè, bạn thân, hay là những cái người xung quanh thuộc về gia đình của bạn. Mình thấy đây có liên quan đến một cái đám cưới nào đó, liên quan đến một cái sự cam kết, một cái sự ăn mừng nào đó. Ở đây là có như vậy. Còn đấy là điều đầu tiên mà mình thấy. Điều thứ hai mà mình thấy ở đây ý, đó là cuộc sống của bạn ấy nó đang có cái sự thay đổi rồi. Có thể cái thời điểm vừa qua có những cái tia sét nó đánh vào trong cuộc sống của bạn. Đôi khi nó chả phải là cái sự kiện gì mà nó ghê gớm hay là kinh khủng đâu, nhưng mà giống như là nó đang làm thay đổi cuộc sống các bạn, hoặc là ngay bản thân các bạn cũng cảm nhận được năng lượng của cái sự thay đổi ở đây. Ví dụ như là cái tâm trạng của bạn, cái con người của bạn, bạn cảm thấy mọi thứ xung quanh bạn nó đang có cái sự thay đổi. Và đôi khi mình thấy giống như là bạn không thích ứng được. Với một số trường hợp thì cái sự thay đổi này nó có thể liên quan đến vấn đề công việc, liên quan đến nhiều vấn đề quan trọng trong cuộc sống các bạn. Thì ở đây các bạn có hai lá bài. Thứ nhất đó là lá bài nói về cái việc đấy là cái sự thay đổi thì luôn tốt. Và một lá bài nữa nói về cái việc đấy, cái tình huống mà các bạn đang trải qua ấy, nó sẽ có cái sự cải thiện hay cải thiện mà thôi. Thì có thể là về mặt năng lượng của các bạn ấy, nó không được ổn ở cái thời điểm này ấy, thì cũng hãy vững tin rằng mọi thứ nó sẽ trở nên tốt hơn. Có thể các bạn sử dụng cái việc là thiền một chút, thiền với nhạc một chút, vân vân, để mà có thể bình ổn lại được cái tâm trạng của bản thân bạn. Mình thấy ở đây á, mình cảm nhận được cái năng lượng đó là có thể là các bạn đang, tức là có thể là nó chả có chuyện gì quá kinh khủng đâu, nhưng mà nó tụt mốt kinh khủng khiếp ấy. Nhưng mà hãy biết rằng là nó đang ở trong một cái giai đoạn thay đổi về cái mặt năng lượng, thay đổi về cái mặt cuộc sống của các bạn. Thì ở đây mình thấy rằng thời điểm tiếp theo ấy, có thể sẽ có một cái tin tức nào đó, hoặc là một cái điều gì đó mới nó đến trong cuộc sống các bạn. Nó là một cái tin tức rất là lạc quan, một cái kết quả rất là lạc quan đang chờ bạn ở phía trước. Và giống như là các bạn sẽ được ăn mừng, các bạn sẽ được ăn mừng, sẽ được vui vẻ. Ở đây có hai lá bài, The Sun và lá số 6 này cũng đều nói về cái việc đấy là có một cái gì đó đang ăn mừng ở phía trước. Nó có thể liên quan đến khía cạnh tiền bạc, tài chính, công việc của các bạn, một cái khởi đầu mới, một cái chặng đường mới trong cuộc sống của các bạn. Và hãy tin vào magic, hãy tin vào những cái phép màu nó đang được đến trong cuộc sống các bạn. Hai lá bài đều nói về magic này. Và nếu như thời điểm này các bạn đang gặp một số cái khó khăn nào đó ấy, thì mình thấy rằng là những cái người bạn của bạn ấy sẽ là những cái người mà giúp đỡ các bạn. Có thể trước đây các bạn vì họ rất là nhiều, các bạn tức là giống như là các bạn cho đi rất là nhiều mà cũng không cần hồi đáp lại ấy. Thì mình thấy rằng là cái thời điểm khi mà các bạn gặp khó khăn ấy, vẫn luôn có những cái người ở bên cạnh bạn giúp đỡ bạn, lắng nghe bạn. Vì thế mà nói chung mình cảm thấy là bạn không hề cô độc đâu, bạn không, mấy cả cũng không cần phải lo lắng quá là nhiều. Mình thấy đây là một cái bước chuyển đổi thôi, để chuẩn bị sang một cái giai đoạn mới trong cuộc sống của các bạn. Và thời điểm này hãy lắng nghe trực giác của bản thân bạn. Mình cảm giác như là cái về cái mặt tâm trạng của bạn, về cái mặt cảm nhận của bạn ấy, nó đang rất là mạnh ở thời điểm hiện tại. Tức là có thể bạn cảm thấy mọi thứ nó, bạn rất là nhạy cảm ở cái thời điểm hiện tại với mọi thứ. Linh cảm của bạn mách bảo nó cũng rất là chuẩn xác nữa. Thì ở đây cũng có một cái lá bài nói về cái việc đấy là thời điểm này hãy dành cái thời gian một chút để mà chậm lại, để mà tìm về với bên trong, để mà nghỉ ngơi một chút. Mình thấy cái năng lượng này sẽ là cái năng lượng chung của khá là nhiều người đấy. Và cùng với cái lá bài này luôn, nó giống như là đi theo cặp ấy. Có thể là bạn nên sử dụng thiền này, hoặc là nghỉ ngơi một chút, relax, thư giãn,
để giống như là bình ổn lại được cái tâm trạng, cái năng lượng của bản thân bạn. Mọi thứ thì nó không có cái gì quá là tệ ở đây cả. Mình chỉ cảm thấy giống như thời điểm này đôi khi các bạn sẽ bị bế tắc trong chính suy nghĩ của bản thân, tức là đầu bạn nghĩ rất là nhiều, nghĩ đủ các thể loại, đủ rất là nhiều thứ, nó cứ hỗn độn ở trong cuộc sống các bạn. Thì hãy nhìn mọi thứ một cái bức tranh toàn cảnh đi, rằng là mọi thứ nó không tệ như bạn nghĩ đâu, chỉ là bạn đang nghĩ quá nhiều thôi, đang suy diễn quá nhiều thôi, đang sống trong nỗi sợ của bạn quá nhiều mà thôi. Ok. Và mình thấy cái tụ bài này thì nó khá là ngắn gọn. Thông điệp đây nó cũng khá là ngắn gọn. Mình sẽ cố gắng rút thêm nhá, rút thêm một lá nữa nhá, xem còn thông điệp gì không, bởi vì mình thấy ở đây ấy, chốt lại cái tụ bài này một chút ý. Đấy là thông điệp dành cho bạn lúc này là gì? Đó là hãy dành thời gian cho mình, cho bản thân bạn để nghỉ ngơi. Sắp tới sẽ có những cái điều mới nó được đến trong cuộc sống của các bạn, rất là đáng ăn mừng. Có một cái tin tức gì đấy rất là vui vẻ, rất là lạc quan ở đây. Ok. Có thể là một phần là có thể gia đình bạn sẽ có ai đó có tin vui, kết hôn hay là gì đó trong cái tháng tháng này. Tháng 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 8 âm này là rất là nhiều người cưới đấy, đúng không? Ok, và hãy chuẩn bị cho một cái bước chuyển đổi đi. Cái tình huống mà các bạn đang gặp phải nó sẽ có cái bước chuyển động tốt hơn, chuyển 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 đổi tốt hơn. Ok, đó là số 1, chúng ta đến với số 2 nhé. Xin chào các bạn đến với tụ bài số 2. Đây là trải bài chung, chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và với chủ đề ngày hôm nay là thông điệp bạn cần nghe lúc này là gì? Ok, mình thấy đối với tụ bài số 2 này thì mình thấy là các bạn đang kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của các bạn rất là gắt gao. Đó có thể là kiểm soát cảm xúc của bạn, kiểm soát cái việc mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của các bạn, công việc, tình yêu, tình cảm. Bạn không chịu xuôi dòng. Bạn có thể là thời điểm này mình thấy giống như là bạn có một cái sự gì đấy nó rất là bảo thủ ở đây. Bạn không dám, cũng không 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 mở cái tâm trí của bạn ra để đón nhận những cái cơ hội mới, để đón nhận những cái cách suy nghĩ mới nó phù hợp hơn. Và thông điệp dành cho các bạn rất là rõ ở đây, đó là hãy xuôi dòng. Như những cái cơn, giống như là cái cô gái ở đây này, cô ấy thay vì chống lại những cơn gió thì cô ấy lại sử dụng xuôi dòng theo những cái cơn gió đó để mà cái điệu nhảy của cô ấy trở nên đẹp hơn. Và mình thấy có rất là nhiều những cái cơ hội mới, 7 ly rồi là two new direction ở đây đều nói về việc đấy là hãy chọn cho mình một cái sự lựa chọn mới. Bạn có nhiều sự lựa chọn hơn rất là nhiều, và cái thứ mà bạn 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 cho là nó tốt nhất cho bạn ấy, nó chưa chắc phải là cái thứ tốt nhất đâu, bởi vì bạn đâu có tầm nhìn cao hơn được. Thời điểm trước mắt thì có thể là bạn bạn cứ cho rằng nó là như vậy, nhưng mà bạn cần phải nhìn được cái bức tranh toàn cảnh, giống như là một chú chim bay lượn ở trên cao và nhìn xuống cái vùng đất của nó ấy, thì nó sẽ nhìn thấy rằng là à chỗ này chỗ kia thú vị này, đẹp, tốt đẹp hơn này. Và mình thấy rằng là giống như là các bạn đang không không buông bỏ được một điều gì đó, đó có thể là chuyện tình cảm nhé. Không dám đi một con đường mới, không dám chọn một cái sự lựa chọn mới. Và ở đây thì mình thấy rằng là có thể thời điểm tiếp theo sẽ có những cái cơ hội trong chuyện tình cảm hoặc là công việc được đem tới với các bạn. Và mình thấy là cái đó là những cái sự lựa chọn mới tốt hơn dành cho bạn. Nó là một, nếu như liên quan đến chuyện tình cảm thì nó sẽ là một cái mối quan hệ rất là an toàn để cho mà bạn yêu. Và mình thấy rất là nhiều người ở đây, ý nói là về vũ trụ ấy, đang rất là cố gắng làm hết sức mình để chuẩn bị cho bạn những cái kế hoạch, để chuẩn bị cho bạn những cái điều mới tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Thế nhưng mà mình thấy là bạn thì bạn lại không đón nhận, bạn lại đang kiểm soát, control bản thân mình rất là nhiều. Mình thấy có một cái sự bảo thủ ở đây, một cái sự nguyên tắc ở đây mà bạn chưa tháo gỡ được, và rất nhiều cơ hội mới nó đang mở ra trước mắt các bạn. Đôi khi ở đây mình cảm thấy nó còn liên quan đến cái phần nhận thức của các bạn nhé, có thể là nó liên quan đến những cái kiến thức về tâm linh hay là những cái nhân sinh quan, thế giới quan của các bạn, mà về cơ bản thời điểm này các bạn vẫn chưa thực sự đón nhận được, các bạn vẫn chưa thực sự chấp nhận được. Thì hãy xuôi dòng, hãy cứ để cho mọi thứ nó được diễn ra một cách tự nhiên, cái câu trả lời nó sẽ đến với bạn vào cái lúc thích hợp nhất. Ok, mình sẽ rút thêm thông điệp, cảm thấy cần phải rút.
Mình thấy là đôi khi nó có thể là sẽ có những cái cơ hội mới liên quan đến cả công việc, cả chuyện tình cảm luôn. Và bạn thì bạn kiểm soát bản thân quá. Mình sẽ xem là vì sao bạn lại kiểm soát bản thân bạn như vậy. Cảm giác rất là bảo thủ ở đây. Lá bài này nó cũng nói về cái việc là bạn cần phải có một cái tầm nhìn xa hơn trong cái trong mọi vấn đề của các bạn. Mình thấy ở đây có thể thời gian vừa qua hoặc là thời gian tiếp theo này, nó sẽ có một cái sự thức tỉnh, nó sẽ có một cái sự giác ngộ nào đó, bạn hiểu ra được một vài cái vấn đề nào đó trong cuộc sống của các bạn, và nó sẽ là một phần giúp bạn buông bỏ cái sự kiểm soát đối với bản thân. Mình thấy có thể là trước đây bạn sống bản năng rất là nhiều, tức là bạn chỉ tin vào những thứ mà bạn nhìn thấy thôi. Còn nếu như mà có những cái thứ mà nó bạn không nhìn thấy được ấy, bạn sẽ chẳng tin kiểu như thế. Và bạn quen cái việc làm việc độc lập và cũng một mình, cho nên là đôi khi bạn sẽ có cái xu hướng là rất là khá là cố chấp. Khá là cố chấp ở đây, nhưng mà những cái khởi đầu mới, những cái sự lựa chọn mới thì nó đại đang gõ cửa nhà bạn rồi, nó lại đang mong muốn được tới với bạn rồi. Vì thế mà hãy buông bỏ cái sự kiểm soát của bản thân mình đi. Mình thấy một cái vấn đề nữa ở đây của các bạn ấy, đấy là các bạn vẫn còn giữ quá nhiều thứ mà nó không phù hợp ở cái thời điểm hiện tại này dành cho các bạn. Bạn cần phải làm sạch nó đi. Cần phải làm sạch quá khứ và chữa lành thời điểm hiện tại đi. Cái đá ren ở đây cũng nói về cái việc đấy, là bạn cần phải thanh lọc lại, cần phải rửa trôi lại những thứ không không thuộc về bạn, phải thả nó đi. Đừng cố giữ nó làm gì cả. Mình thấy ở đây có thể là sẽ có một cái sự chống chọi với cái dòng chảy. Bạn không chấp nhận cái thực tại, không chấp nhận cái sự thật. Cho nên là bạn phải nhìn mọi thứ ở một cái góc độ khác, nó rộng hơn, nó xa hơn. Một điều nữa mà mình thấy ở đây á, là bạn có thể chịu ảnh hưởng từ ai đó, từ một người đàn ông nào đó mà họ có thể là một cái người rất là bảo thủ, là một cái người rất là cổ hủ, là một cái người có thể là có tính gia trưởng ở đây, có thể là bố của bạn, người yêu của bạn, hay là một ai đó sếp của bạn chẳng hạn, họ kiểm soát bạn khá nhiều. Nếu như mà và cái người này mình thấy họ có một cái xu hướng khá là tiêu cực với bạn. Tức là mình không biết là họ làm gì với bạn, nhưng họ gây ảnh hưởng không tốt đến cho các bạn, họ kiểm soát bạn, họ giống như là có thể họ thao túng bạn, họ có cái kiểu thao túng bạn, và ở đây thúc giục bạn phải nói lên một cái sự thật. Đấy là bạn không chấp nhận cái sự thao túng này, bạn không chấp nhận cái sự ràng buộc này, và nếu như có thể hãy tìm cách để mà let go, đi ra khỏi cái tình huống này. Nếu như nó liên quan đến công việc thì nếu như nó liên quan đến công việc thì có thể nói về cái việc đấy là thứ nhất là bạn phải nói ra được cái sự thật là bạn không muốn cái người này như vậy với bạn nữa. Thứ hai là sau đó có thể xem xét chọn cho mình một cái sự lựa chọn mới, một cái con đường mới, một cái nước đi mới. Ok, đó là số 2 nhá. Đối với cái tụ bài này thì mình thấy rằng là thiếu đi cái sự xuôi dòng ở đây. Một là bạn cố chấp, bạn là người cố chấp. Hai là một ai đó ảnh hưởng đến bạn. Có thể là đôi khi á, các bạn chịu ảnh hưởng từ cái tổn thương liên quan đến người cha, cho nên là bạn cũng có cái xu hướng gò bó bản thân lại, không dám thể hiện, kiểm soát mọi thứ rất là nhiều. Ok, đó là số 2, chúng ta đến với số 3. Chào các bạn, đến với tụ bài số 3. Đây là trải bài chung, chỉ vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất, và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi đấy là thông điệp bạn cần nghe lúc này là gì, thì đối với cái tụ bài số 3 này ý, mình thấy là thời điểm vừa qua ấy, có một cái điều gì đấy khá là buồn bã trong cuộc sống các bạn. Nó là cái cảm giác tan vỡ, cảm giác rất là buồn. Và mình thấy rằng là nếu như mà có thể với một số bạn, có thể các bạn chia tay người yêu, hoặc là nhận một cái tin tức gì đấy từ người yêu cũ hay gì gì đó, hoặc là đại loại là nếu như chả có cái gì hết ý, thì đây có thể là những cái cảm xúc cũ chưa được triệt để giải quyết, nó đột nhiên trỗi dậy ở cái thời điểm hiện tại. Các bạn ở đây có 5 ly và lá ở Hidden Gift này, thì mình thấy là có một cái sự kết thúc nào đó, có thể nó đã kết thúc rồi và nó
khiến cho bạn cảm thấy rất là buồn bã. Bạn như cái người ở đây chỉ nhìn thấy ba cái ly đã đổ, còn hai cái ly đằng sau lưng bạn nó vẫn còn đang đứng ấy, thì bạn lại không để ý, bạn chỉ tập trung vào những cái nỗi đau của các bạn mà thôi. Nhưng mà ở đây mình thấy rằng là được là A Hidden Gift đây và là sáu kiếm đây, thì mình thấy rằng là thời điểm tiếp theo ấy, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Bạn sẽ vượt qua được những cái khó khăn, những cái đau, những cái buồn bã ở cái thời điểm hiện tại, và cho mình một cái khởi đầu mới, tập trung nhiều hơn vào công việc. Và nếu như mà ai mà vẫn chưa tha thứ được ấy cho một cái tình huống nào đó, cho một ai đó, thì mình thấy rằng là sắp tới bạn sẽ có thể thực hiện được cái điều này. Bạn sẽ tha thứ cho những ai làm tổn thương các bạn, tha thứ cho chính bản thân các bạn. Vì có thể là các bạn cho rằng bản thân bạn đã dại khờ, đúng không? Ở cái thời điểm vừa qua, đúng không? Thế nhưng mà hãy tha thứ, hãy buông lỏng bản thân một chút, và freedom cũng như là giải phóng bản thân, cho mình được quyền tự do. Và ở đây á, thông điệp nữa dành cho các bạn đấy là hãy luôn nở nụ cười, hãy giữ lấy cái nụ cười lạc quan trong cuộc sống của các bạn. Mình thấy là thời điểm tiếp theo bạn sẽ rất là freedom, sẽ rất là tự do. Các bạn sẽ giải phóng được những cái xiềng xích, những cái gì đấy nó còn trigger các bạn, nó trỗi dậy trong cuộc sống của các bạn. Có thể nó liên quan đến một soulmate nào đó, và cái người này á, và bạn ấy, nó có thể bạn rất là khó quên họ, họ cũng rất là khó quên bạn. Nó là một cái liên kết gì đó mà các bạn cảm thấy rất là đặc biệt khi mà gặp nhau, khi mà tương tác với nhau. Và bạn luôn luôn đi tìm cái câu hỏi, cái câu trả lời cho cái câu hỏi là cái mối quan hệ này là như thế nào, rồi là tại sao hai người lại đến với nhau, rồi tại sao mọi thứ nó lại dừng lại ở đây, và liệu có cái gì đó nó hàn gắn hay là nó gì đó tốt đẹp hơn ở phía trước hay không. Thì ở đây có một cái lá bài nói về cái việc đấy, là cái câu trả lời nó nằm bên trong bản thân của các bạn. Và cái người này mình thấy họ đến để làm họ đóng góp một cái phần rất là quan trọng vào cái sự phát triển về tâm linh của các bạn nhá. Và có thể là các bạn chưa thành đôi, nhưng mà có thể là các bạn đã từng tìm hiểu nhau, đã có thời gian tìm hiểu lẫn nhau, nhưng mà nó không đi đến đâu cả. Thì nó để lại cho bạn một cái nỗi buồn, nó để lại cho bạn một cái sự tan vỡ ở đây. Và mình thấy rằng là có thể hai người có khác biệt về tôn giáo, về truyền thống gia đình, tức là có thể khác biệt về cái hoàn cảnh sống rất là nhiều. Hai người về cơ bản có thể là nhìn nhận nhau á, giống như là hai cái đường thẳng song song vậy, tức là rất là khác biệt nhau, không cắt nhau luôn ấy. Thế nhưng mà ở một cái thời điểm nào đó, khi mà hai người gặp nhau, thì nó lại tạo ra rất là nhiều cái phản ứng hóa học. Và mình thấy rằng là có thể bạn đã đấu tranh với bản thân bạn một thời gian dài rồi, rằng là mình phải làm như thế nào, mình nên như thế nào. Thì thời điểm tiếp theo mình thấy bạn sẽ hoàn toàn cắt bỏ được những cái nỗi đau này ra khỏi cuộc sống, cho mình cái sự tự do, tha thứ. Và mình thấy ở đây á, có thể sắp tới bạn sẽ có những cái cơ hội mới liên quan đến chuyện tình cảm. Thế nhưng mà mình thấy là cái thời điểm tiếp theo thì bạn chưa thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ nào đâu. Thế nhưng mà cái điều gì nó muốn đến thì nó vẫn cứ sẽ đến thôi. Mình thấy rằng là sẽ có những cái cơ hội mới trong chuyện tình cảm được đem tới với các bạn. Và mà bạn cần làm ấy, đấy là xem xét xem là những cái thứ mà vừa qua trong cuộc sống của các bạn ấy, nó đã dạy bạn cái bài học gì. Các bạn hãy nhìn được cả cái phần nổi và phần chìm của cái vấn đề, của cái những cái thứ mà nó đã xảy ra trong cuộc sống các bạn, tức là cả cái phần tích cực, cả cái phần tiêu cực. Vì thế mà thay vì trách móc bất kỳ ai hay là đổ lỗi cho số phận các thứ ấy, chúng ta nhìn nhận ra được cái bài học để có được cái sự phát triển về cái mặt linh hồn của bản thân bạn. Mình thấy thời điểm tiếp theo ấy là sẽ có ai đó đến trong cuộc sống các bạn đấy. Cái người này họ cũng khá là đặc biệt. Họ là một cái khởi đầu mới. Họ là một cái khởi đầu mới sau một cái sự kết thúc. Có thể là sớm thôi, trong vòng vài tuần nữa, within the next few weeks ở đây, bạn sẽ gặp họ. Người này có thể người sụp cung song tử, cung nước, song ngư cự giải bảo cạp. Và cái việc mà bạn cần làm ấy, đấy là hãy dọn dẹp những cái gì nó đã cũ đi, trong quá khứ của các bạn đi, nó không còn phù hợp. Giống như cái người ở đây này, họ đang cào những cái lá thừa đi, sau khi mà họ cắt, họ tạo hình, tạo kiểu những cái cây của họ rồi. Một lần nữa lá bài, mình thấy rằng là cái mối quan hệ mà vừa qua ấy, cái mối quan hệ vừa qua mà các bạn vừa vượt qua ấy, có thể là nó mang tính tâm linh rất là cao. Và mình thấy là bạn hoàn toàn cảm nhận được cái điều này, tức là bạn thấy nó không bình thường. Bạn cảm thấy nó không bình thường như cái mối quan hệ khác, bởi vì nó đánh thức bên trong bạn một cái phần nào đó. Đó có thể là
về cái tình yêu thương bản thân của các bạn chẳng hạn. Vừa bảo tình yêu thương bản thân ra ngay attraction, mình thấy rằng là cái người vừa qua, cái người mà bạn vừa mới bạn 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 kết thúc ấy, thì mình thấy rằng là cái người này họ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh thức một phần nào đó bên trong bạn. Đó có thể là về tình yêu thương bản thân, về cái sự tập trung vào bản thân của các bạn. Mình thấy đối với một số bạn, có thể là các bạn có một cái sau cái cuộc chia tay với người này, bạn có một cái sự lột xác về ngoại hình xuất sắc luôn. Ok. Và cái người này á là soulmate của các bạn đấy. Love yourself first. Cái người này họ là soulmate của các bạn. Thời điểm này thì thông điệp dành cho bạn đấy là hãy dọn dẹp những cái cảm xúc đã cũ, nhìn nhận vấn đề, và mình thấy là nên tập trung vào công việc tài chính tiền bạc các bạn hơn. Còn những cái thứ ở tiếp theo ấy, mình chỉ có thể nói là có một ai đó họ đang sắp xuất hiện trong cuộc sống của bạn rồi. Thật ra cái người này có thể là người mới hoặc là người cũ nhá, mình sẽ không nói đây là ai cả. Mình chỉ thấy rằng là mình có một câu thôi, nếu như thực sự chúng ta sẽ không bao giờ bỏ lỡ những cái người mà thực sự cần cho cuộc hành trình của chúng ta. Đó. Ok, đó là số 3 nhé. Cảm ơn các bạn lắng nghe. Nhớ like, đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.